cháy nhà trong đêm hai vợ chồng tử vong. Sau tiếng nổ, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn phòng của vợ chồng ông Cảnh, Nghệ An, khiến cả hai thiệt mạng. Khoảng 21 giờ 30 ngày 14 tháng 6, người dân xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An đang ở trong nhà nghe thấy tiếng nổ lẹt đẹt kèm khói bốc nghi ngút từ căn nhà của ông Hồ Văn Cảnh, 88 tuổi. Mọi người hốt hoảng chạy sang thì thấy ngọn lửa bao trùm gian phòng nơi vợ chồng ông Cảnh ở. Do căn nhà khóa cửa và ngọn lửa bùng lớn nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng hai chiếc xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. Các chiến sĩ phải phá khóa để vào trong. Gần 30 phút sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm ông Cảnh và vợ là bà Nguyễn Thị Thịu tử vong tại chỗ vì không kịp thoát ra ngoài. Tại hiện trường, căn phòng trong nhà cấp 4 của vợ chồng ông Cảnh cháy đen, nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi. Công an thành phố Vinh đang tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.